Ngày mùng 5, mùng 6 tháng Giêng hàng năm là thời điểm diễn ra lễ hội đền Đuổm tại xã Động Đạt, huyện Phú Lương. Đây là lễ hội đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương và du khách yêu mến mảnh đất Thái Nguyên. Đặc biệt năm nay, Hội Báo Xuân tỉnh Thái Nguyên 2024 được tổ chức đúng dịp lễ hội đền Đuổm Xuân Giáp Thìn với chương trình khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 2, tức ngày mùng 6 tháng Giêng. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ khai hội đền Đuổm và Hội Báo Xuân đã hoàn tất. Lễ hội đền Đuổm Xuân Giáp Thìn năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền. Lễ khai hội sẽ diễn ra vào sáng mùng 6 tháng Giêng âm lịch. Nên ngay từ ngày mùng 5, các bộ phận phụ trách từng nội dung đã khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị. Cũng trong ngày mùng 5, nhiều hoạt động xung quanh lễ hội cũng đã diễn ra, tạo nên không khí rất vui tươi, rộn ràng trong những ngày đầu xuân năm mới. Phòng Văn hóa Thông tin huyện cũng đã tham mưu cho lãnh đạo huyện để ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội đền Đuổm Xuân Giáp Thìn 2024 từ rất sớm. Thì các đơn vị địa phương cũng đã có nhiều thời gian để nghiên cứu và để có những cái sáng tạo trong quá trình tổ chức. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của các bộ phận từ công tác đảm bảo về an ninh trật tự, về công tác lễ tân hậu cần cũng đã được các cơ quan đơn vị cùng với Phòng Văn hóa Thông tin huyện tham mưu triển khai đảm bảo các cái điều kiện cho việc tổ chức trong buổi sáng ngày mai. Tại không gian của Hội Báo Xuân Giáp Thìn 2024 thì mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Cùng với việc mà khai mạc đồng thời với lễ hội đền Đuổm là một lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc thì hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị và hấp dẫn không chỉ đối với du khách gần xa mà còn đối với cả những người làm báo của tỉnh Thái Nguyên. Về với Hội Báo Xuân năm nay thì Hội Nhà báo tỉnh đã cùng các cơ quan báo chí của tỉnh đã lên kế hoạch từ sớm, do đó chuẩn bị về số lượng hơn 1.000 số lượng báo và tạp chí và các ấn phẩm để phục vụ cho Hội Báo Xuân. Hy vọng rằng trong cái thời gian được diễn ra Hội Báo Xuân từ ngày mùng 5, mùng 6 Tết thì sẽ được đông đảo công chúng đến để và xem vừa thì đọc và thưởng thức, và như vậy là thành cái nét văn hóa đầu xuân. Lễ khai hội đền Đuổm và Hội Báo Xuân Giáp Thìn sẽ diễn ra sáng mùng 6 tháng Giêng âm lịch, tức ngày 15 tháng 2 năm 2024, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm đặc biệt và ý nghĩa cho du khách gần xa.